đối tượng sử dụng men tiêu hóa amino enzyme gold dành cho trẻ biếng ăn, trẻ chậm lớn, trẻ suy dinh dưỡng gầy yếu, trẻ bị táo bón, trẻ bị tiêu hóa kém, trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Cách sử dụng: một liệu trình từ 3 đến 6 hộp, uống sau bữa ăn và một gói với khoảng 20 đến 40ml nước nguội hoặc trộn cùng bột hay thức ăn cho trẻ, không pha với nước nóng. Liều dùng: trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi uống một gói một ngày, trẻ từ 2 đến 3 tuổi uống một gói một lần một ngày, trẻ em trên 3 tuổi uống một gói một lần ngày 1 đến 3 lần, người lớn uống 2 đến 4 gói một ngày. Liên hệ tư vấn và đặt hàng: www.amanoenzymegold.vn.